kiểu đẹp thế. Rồi. Có cả tí tượng. Ok, chào Lê Trung nhá. Ok, chào Nguyễn Kim. Hello anh em. Hello anh em. Hello tất cả anh em. Hello anh em top. Vừa ôn trong 200 câu lý thuyết à? Ok, hello anh em. Anh em đã làm 100 câu lý thuyết số 35 chưa nào? Anh em đã làm 100 câu lý thuyết số 35 nào? Thầy Ngọc Anh á, thầy Ngọc Anh hôm nay ốm rồi. Thầy Ngọc Anh hôm nay ốm mất rồi các em ạ. Thầy Ngọc Anh hôm qua chiến mấy đề liên tục hôm nay bị ốm mất rồi. Chắc là hôm nay anh sẽ chiến đấu với các em hết 100 câu luôn. Được chưa? Đấy, nên hôm nay chắc anh sẽ chiến đấu hết 100 câu luôn. dễ hóa à? Dễ hóa gì đây? Rồi. Mười đề thì đợi nhá, đợi chung kết C1 nhá. Chung kết C1 chắc là sẽ có 10 đề cho các em. Đấy, hôm nay chỉ sợ là các em không đủ sức xem thôi. Hôm qua anh thấy có 5 đề mà có một số bạn gục luôn rồi không xem được hết. Hôm qua anh em nào xem hết được 5 đề điểm danh cho anh xem nào. Hôm qua anh em nào ở đây xem hết 5 đề không? Hôm qua anh em nào ở đây xem hết 5 đề không? Ngồi, mấy câu cuối thể làm trường chưa quá đỉnh không nào? Chưa gọi là liên tục tì một câu 2 trang, câu 40, 2 trang giấy. Quá đỉnh. Đấy à, nhiều bạn coi xong đề số 4 đã ngủ luôn rồi kìa. Rồi, ok. Ok. Em xem hết à? Ok, tốt. Chắc là mình bắt đầu chữa nha. Mình bắt đầu chữa nào. Anh em sẵn sàng chữa 100 câu lý thuyết số 35 comment số 1 cho anh nào. Comment số 1 nào. Đề 100 câu lý thuyết số 35. Đấy, được chưa nào. Bắt đầu nào. Được nào, bắt đầu nào. Comment đáp án nào. 100 câu lý thuyết số 35 xác suất cao của thầy VNE. Câu số 1 nào. Trong những đặc trưng vật lý của âm là gì? Một trong những đặc trưng vật lý của âm. Đặc trưng vật lý của mình là phải đo được, đúng không nào? Đấy, nó sẽ là mức cường độ âm nhá. Đấy, được chưa? Vì độ to này, độ cao này và âm sắc này, thì ba cái này là đặc trưng sinh lý, đúng không nào? Chỉ có mỗi mức cường độ âm của mình là đo được thôi, là đặc trưng vật lý. Câu 1 đáp án C là chính xác. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục câu số 2. Một điện tích điểm dương nhá, điện tích điểm dương Q đặt tại một điểm M trong điện trường thì chịu lực tác dụng của một lực điện có độ lớn là F, được chưa? Độ lớn của cường độ điện trường của mình sẽ là E bằng gì đây? Sẽ bằng với E của mình bằng gì đây? Độ lớn của cường độ điện trường là E bằng với F chia cho Q anh em nhá. Câu số 2 đáp án D là chính xác, được chưa nào? Rồi. Tiếp tục nào, câu số 3 nào. Hạt nhân nguyên tử của mình là Al1327 thì có 27 proton là sai, phải có 13 proton mới là đúng, được chưa nào? Câu số 3 đáp án B là chính xác, được chưa nào? Câu số 3 đáp án B là chính xác. Tiếp tục này, câu số 4. Điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ là gì đây? Anh bằng gì đây? QED không nào? Hay là gì? Mình sẽ có là gì? A của mình ấy, thực chất nó là A này bằng P này nhân T này thôi. P thì bằng với U nhân Y thôi, được không nào? Câu số 4 đáp án C là chính xác, được chưa nào? Câu số 5 nào. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp, được chưa nào? Vậy thì mạch của mình chỉ có tụ điện và điện trở, thì tổng trở của mình là căn của R bình cộng ZC bình, đúng không nào? Hệ số công suất thì bằng với điện trở chia cho tổng trở, nên câu số 5 đáp án D là chính xác, được chưa nào? Rồi, câu số 6 nào. Cơ năng của một con nắp đơn, được chưa? Cơ năng của mình thì bằng động năng cộng thế năng. Động năng là 1/2 MV bình, thế năng là MGL nhân với 1 trừ cos alpha. Công thức học từ lớp 10 rồi. Câu số 6 đáp án A là chính xác, đúng không nào? Tiếp tục, câu số 7.
Khi electron ở quỹ đạo N thì quỹ đạo này là quỹ đạo số 4 nha. Đúng nào? Quỹ đạo số 4 mà gì đây? Mà công thức của mình là R bằng với N bình nhân với R0 là bằng với 4 bình nhân R0. Đúng nào? Bằng 16 R0 anh em nha. Câu số 7 đáp án B là chính xác. Được chưa nào? Tiếp tục nào. Câu số 8 nào? Câu số 8 nào? Câu số 8 nào? Trong một mạch dao động gồm một tụ điện điện dung C mắc nối tiếp với cột quận cảm độ tự cảm L thì công thức tính tần số dao động riêng của mình là F bằng 1 chia cho 2pi nhân với căn LC nhá. Đúng nào? 1 chia cho 2pi nhân căn LC, câu 8 đáp án A là chính xác. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục câu số 9. Điều kiện để có cộng hưởng là gì? Cảm kháng phải bằng với dung kháng, có nghĩa là ZC bằng ZL. Câu số 9 đáp án C là chính xác. Được chưa nào? Tiếp tục nào. Câu 10 nào, phát biểu nào sau đây là đúng? Sóng điện tử không mang năng lượng là sai, được chưa? Là sóng dọc là sai, truyền được trong chân không là đúng, cùng bản chất với sóng cơ là sai. Câu 10 đáp án B. Rồi, bắt đầu mình tăng tốc dần nha anh em nhá. Mình tăng tốc dần nhá, anh em đừng bỏ anh Grab nhá. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo, được chưa? Con lắc lò xo thì T bằng 2pi nhân căn của M chia K. Câu 11 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Câu số 12 nào. Công thức xác định cái vị trí vân sáng. Vị trí vân sáng của mình phải là KI đúng nào? Với Y bằng lambda D trên A. Đúng nào? Lambda D trên A. Vậy thì câu 12 đáp án D là chính xác. Được chưa nào? Câu số 13 nào? Câu số 13 nào? Ngắm chừng ở vô cực nhá. Ngắm chừng ở vô cực, được chưa nào? Ngắm chừng ở vô cực. Đố anh em biết câu 13 đáp án gì? Câu 13 nào? Câu 13 của mình đáp án gì nào? G của mình là ngắm chừng ở vô cực nhá. Được chưa nào? Thì bằng gì nào? Phải bằng gì đây? Phải bằng gì đây? Anh em nào 2K6 cũng biết rồi đấy, được chưa nào? Phải là gì? Phải là điểm cực cận, đúng nào? OCC chia cho tiêu cự nhá. Câu 13 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Tiếp tục, câu số 14 nào. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sai sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Sóng cơ không truyền được trong chân không là đúng này. Tốc độ truyền sóng là tốc độ của dao động các phần tử môi trường là sai, đúng nào? Câu số 14 đáp án B là chính xác. Tốc độ truyền sóng là không đổi với môi trường đấy. Trong khi tốc độ gì đây? Trong khi tốc độ dao động của phần tử môi trường là biến thiên điều hòa. Nên thế câu số 14 đáp án B là sai rồi, được chưa? Rồi, câu 15 nào. Một máy biến áp có số vòng của quận thứ cấp N2 của mình là lớn hơn gì đây? Lớn hơn N1, có nghĩa đây là một máy tăng áp, được chưa nào? Đấy, N2 lớn N1, thứ cấp lớn hơn sơ cấp thì N2 lớn N1, đúng nào? Thì U2 lớn U1, được chưa? Đây thì máy này có lẽ là máy tăng điện áp và không làm thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều nhá. Câu 15 đáp án C là chính xác. Rồi, tiếp tục câu 16 nào. Câu 16 nào. U0 và U à? Công thức của gì đây? Hiệu dụng thì bằng cực đại chia căn 2. Câu 16 đáp án D. Câu 17 nào. Chiết xuất của thủy tinh có giá trị lớn nhất với ánh sáng tím nha anh em nha. Được chưa? Nhỏ nhất với đỏ và lớn nhất với tím. Câu 17 đáp án C là chính xác. Được chưa nào? Câu số 18. Câu số 18. Biên độ dao động tổng hợp của mình. Đây là hai dao động gì đây? Đây là hai dao động ngược pha nhau, nên biên độ tổng hợp sẽ bằng với gì? Trị tuyệt đối của hiệu hai biên độ. Câu 18 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Câu số 19. Tần số góc của mình chính là omega bằng với hệ số của T này là 10 pi radian trên giây. Câu 19 đáp án C là chính xác. Câu 10, câu 20 nào. Sau một khoảng thời gian thì 50% số hạt trong mẫu bị phân rã. 50% số hạt trong mẫu bị phân rã có nghĩa là một nửa đấy, thì nó chính là chu kỳ bán rã luôn. Câu 20 đáp án D là chính xác, được chưa nào? Tiếp tục. Thấy chưa? Khoảng thời gian để 50% số hạt trong mẫu bị phân rã cơ mà. Phải là gì? Một chu kỳ, đúng nào? Phải là một chu kỳ chứ, đúng nào? Kể từ thời điểm ban đầu, khoảng thời gian để 50% số hạt nhân trong mẫu bị phân rã mà, đúng nào? Rồi tiếp tục câu 21 nào. Câu 21 nào. Sau 5 chu kỳ bán rã, đúng nào? Sau 5 chu kỳ bán rã thì còn lại của mình sẽ là 1 trên gì đây? 1 phần 2 mũ 5 N0, đúng nào? Đấy, bằng với N0 chia cho 32. Nhưng mà người ta hỏi là bị phân rã. Bị phân rã thì là delta N, đúng nào? Delta N thì bằng N0 trừ đi N. Đấy, thì bằng với bao nhiêu đây? 31 phần 32 N0, đúng nào? Câu 21 đáp án B là chính xác, được chưa nào? Câu 22 nào? Câu 22 nào? Cường độ dòng điện của mình là I0, được chưa? Bằng với U0 chia cho gì? Bằng U0 chia cho ZC. Bằng với U0 nhân với gì? Omega C, đúng không nào? Đấy, mà anh lại có là gì? Pha của I của mình sẽ luôn sớm pha hơn pha của U. Pi trên 2, đây là UC nhá. Đấy, pha của U là 0 thì pha của I phải là cộng Pi trên 2. Và I0 là U0 omega C. Vậy thì câu 32, à câu 22 đáp án C là chính xác, được chưa nào? Rồi, câu 23 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng nha? Lực gây ra phóng xạ là lực tương tác điện là sai này, được chưa? Quá trình phóng xạ của mình thì không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài nên câu B là sai.
trong phóng xạ thì hạt nhân có khối lượng được bảo toàn cũng là sai. Phóng xạ hạt nhân của mình là một phản ứng tỏa năng lượng là đúng. Câu 23 đáp án D là chính xác, được nào? Câu 24 nào? Hệ thức nào sau đây là đúng? Lambda của mình phải là IA chia D nhá. Câu 24 đáp án A là chính xác, được nào? Tiếp tục nào, câu số 25 nào? Trong mạch rộng LC lý tưởng có dao động điện từ tự do thì năng lượng điện trường không đổi là sai nhá. Năng lượng điện trường của mình là biến thiên. Năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn, năng lượng điện trường tập trung ở quận cảm là sai, phải tập trung ở tụ điện, đúng nào? Năng lượng từ trường tập trung ở quận cảm mới đúng. Thế là câu 25 đáp án B là chính xác. Năng lượng điện từ trường của mình là được bảo toàn, nó giống kiểu cơ năng đấy, được chưa nào? Câu 25 đáp án B là chính xác. Câu 26 nào? Khi truyền từ nước ra không khí, kết luận nào sau đây là đúng? Tần số của âm là không thay đổi là đúng luôn rồi này. Câu không đúng, đúng nào? Nó hỏi không đúng. Bước sóng của âm thay đổi là đúng này. Tốc độ truyền âm tăng, từ nước ra không khí thì tốc độ truyền âm phải giảm, đúng nào? Đấy, tốc độ truyền âm mình phải giảm, được chưa? Thế nên là câu C đúng và câu D sai. Thế nên là câu 26 đáp án D là chính xác, thế nào? Câu 27, dung kháng của tụ điện, dung kháng của tụ điện là ZC, được chưa? Bằng với 1 chia cho omega C. Câu 27 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Câu số 28, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng mà cùng pha nhau thì chính là 1 lambda luôn. Câu 28 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Rồi, câu số 29 nào? Một con rắc đơn có chiều dài L thì đại lượng là 1 chia cho 2pi nhân căn của G trên L của mình chính là F, hay còn gọi là gì đây? Tần số của con rắc. Câu 29 đáp án C là chính xác, được chưa nào? Sao lại không đọc comment? Có đọc mà, nhưng mà một số câu mà nó buồn cười quá thì anh không đọc thôi. Được nào? Một số câu nó buồn cười quá thì anh không đọc thôi, được chưa nào? Một số câu buồn cười quá thì anh không đọc thôi, được chưa nào? Tiếp tục nhá, câu 30 thôi. Giá trị hiệu dụng của mình là 220V, được chưa nào? Giá trị hiệu dụng của mình là 220V nhá. Câu 30 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Câu 31 nào? Trong sơ đồ khối của máy thu sóng, được chưa? Máy thu sóng của mình thì không có biến điệu, máy phát sóng thì không có tách sóng. Câu 31 đáp án C là chính xác, được chưa nào? Rồi, tiếp tục nào, câu số 32. Trong dao động điều hòa, gia tốc của mình thì đây, thì gia tốc của mình ấy nó sẽ luôn làm sao? Ngược pha so với ly độ nhá, được chưa nào? Và làm sao nữa? Vuông pha với vận tốc. Vậy câu 2 có hai đáp án đúng không nào? Câu này của mình sẽ có hai đáp án là vuông pha với vận tốc và ngược pha với ly độ à? Đề bài cho hơi lạ nhỉ. Đây là chọn câu đúng đúng không? Gia tốc của mình là luôn ngược pha với ly độ này và vuông pha với vận tốc, đúng rồi. Vậy thì câu này mình chọn tạm chọn hai đáp án anh em nhá, được chưa nào? Cùng pha với ly độ là sai nhá. Thế nào? Cùng pha với vận tốc cũng là sai nhá, được chưa? Vuông pha với vận tốc và cùng pha với ly độ và ngược pha với ly độ, được chưa nào? Rồi, tiếp tục. Câu 33 nào. Đặt điện tích điểm Q tại nơi có cường độ điện trường là E thì F của mình bằng gì đây? F của mình bằng QE thôi, đúng nào? Câu 33 đáp án D là chính xác. Tiếp tục nào. Câu 34 nào. Câu 34 nào, lực kéo về tác dụng lên con lắc của lò xo của mình là trừ KX nhá. Câu 34 đáp án C là chính xác. Câu 35 nào. Câu 35 nào, Y của mình ấy là tỷ lệ nghịch với gì? Tỷ lệ nghịch với số vòng dây. Số vòng dây càng lớn thì U càng lớn, dẫn đến là Y càng nhỏ. Thế là Y2 chia cho Y1 bằng với N1 chia N2 nhá. Câu 35 đáp án B là chính xác, được không nào? Câu 36, hiện tượng quang dẫn là xuất hiện ở trong chất nào? Ở trong chất bán dẫn nhá, là khi mà chiều ánh sáng, được chưa? Hợp lý vào thì sẽ khiến cho gì? Sẽ khiến cho gì? Sẽ khiến cho các electron hoặc được giải phóng khỏi liên kết và dẫn đến gọi là trở thành một cái gì? Đang từ một chất không dẫn điện thành một chất dẫn điện, thì đấy là hiện tượng quang dẫn. Câu 36 đáp án B. Được không nào? Câu 37 nào, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là UI cốt phi thôi, với phi là độ lệch pha giữa gì đây? Giữa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và gì đây? Và cường độ dòng điện, đúng không nào? Câu 37 đáp án C là chính xác. Tiếp tục nào, câu 38, tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại là sai, tia X của mình là mạnh hơn nên bước sóng phải nhỏ hơn. Tiếp tục này, tia X có bước sóng lớn hơn tia gamma là đúng, vì tia X của mình là yếu hơn so với tia gamma nên bước sóng sẽ lớn hơn. Câu 38 đáp án B là chính xác. Câu 39 nào, theo định luật khúc xạ của mình ấy, được chưa? N1 sin Y bằng với N2 sin R nhá. Được chưa? Xem nó có lừa gì không nhá. Chiếu từ môi trường trực quan N1 sang môi trường trực quan N2, góc Y và góc R, vậy thì không lừa gì cả. Câu 39 đáp án D là chính xác, được không nào? Rồi, tiếp tục nào. Câu số 40, mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong của nguồn là R. Điện trở của mạch ngoài là R lớn thì cường độ dòng điện của mình là Y bằng gì đây? Bằng suất điện động, được chưa? Chia cho R lớn cộng R nhỏ. Vậy thì nó sẽ tỷ lệ thuận với gì? Suất điện động và tỷ lệ nghịch với tổng trở R lớn cộng R nhỏ. Câu 40 đáp án gì nào? Đáp án B được chưa? Rồi, tiếp tục nào. Câu số 41, hạt nhân heli 23 của mình ấy thì có gì đây? Hai proton và gì?
Và 3 trừ đi 2 là bằng 1 gì? 1 neutron nhá. Được chưa nào? 2 proton và 1 neutron. 1 neutron và 2 proton. Câu 41 đáp án D là chính xác. Được chưa nào? Câu 41 đáp án D là chính xác. Rồi, đây không phải sách 360 em nhá. Đây là 100 câu tuyển tập, 100 câu lý thuyết theo các số nhá. Đây là số 35. Được chưa nào? Đấy. Câu 42 cho chiều dài L1, L2. À câu này thì do chuyển sang PDF nó bị lỗi nhá. Nó bị lỗi mất các cái L1, L2. Được chưa nào? Thì các em cứ nhớ cho anh là gì? Là L của mình ấy là tỷ lệ thuận với T bình. Được chưa? Công thức nào ví dụ như là L12 bằng L1 cộng L2 đi. Được chưa? Thì T12 bình sẽ bằng với T1 bình cộng T2 bình nhá. Được chưa? Còn ở đây anh chả biết nó là cái gì. Đấy, nhưng mà đại loại câu này là một câu liên quan đến tỷ lệ của L và T bình. Thế thôi. Được chưa? Câu 42 này hơi lỗi. Được chưa nào? Tiếp theo câu 43 nào. Quá trình phóng xạ mà hạt nhân con có số proton tăng lên so với hạt nhân mẹ thì là phóng xạ ra gì đây? Phóng xạ ra hạt nào nào? Phóng xạ ra hạt nào anh em? Mình sẽ phóng xạ ra gì đây? Ra beta trừ anh em nhá, được chưa? Phóng xạ beta trừ thì sẽ cái điện tích của mình sẽ tăng lên, đúng nào? Câu 43 đáp án A chính xác. Câu số 44, khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Quang phổ liên tục của một nguyên tố nào đó thì đặc trưng cho nguyên tố đó là sai. Quang phổ liên tục của mình chỉ làm sao? Chỉ thể hiện nhiệt độ thôi, không thể hiện được cái trong cái nguyên tố đấy chứa cái gì. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch là thiếu này, sai. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch cũng sai, phải là áp suất thấp mới đúng, đúng nào? Mỗi nguyên tố hóa học ở một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố ấy là đúng, vì quang phổ vạch là đặc trưng cho nguyên tố, được chưa nào? Câu 44 đáp án D là chính xác. Rồi, số nucleon của mình thì chính là số khối, nên câu 45 là đáp án A, được chưa? Đáp án A là chính xác. Câu 46 nào? Một cái điểm cực đại và một điểm cực tiểu, được chưa? Gần nhau nhất trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Được chưa? Gần nhau nhất trên đoạn thẳng nối hai nguồn thì là lambda trên 4 anh em nhá. Câu 46 đáp án A. Cái này nó giống như khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng thôi, được không nào? Câu 46 đáp án A chính xác. Câu 47 nào? Dao động điều hòa là dao động trong đó ly độ của vật là một hàm sin cos theo thời gian là đúng đó này. Được chưa? Đọc những cái sau nào. Dao động trạng thái chuyển động của vật được lập lại theo một chu kỳ, đây là dao động tuần hoàn nhá. Cái này là tuần hoàn thôi chứ chưa phải là điều hòa chứ nào. Cái này mới là tuần hoàn thôi, được chưa nào? Đấy, cái này sai. Chuyển động của một vật dưới tác dụng của lực không đổi cũng sai này. Dao động mà vật trở lại vị trí cũ sau một chu kỳ thì cũng là dao động tuần hoàn thôi chứ chưa phải là gì, chưa phải điều hòa. Muốn điều hòa là phải tuân theo hàm sin cos. 47 đáp án A. Câu 48 nào? Lambda của mình thì bằng V chia F. Câu 48 đáp án A chính xác. Câu 49 nào? Mà bạn được bảo vệ nhờ hệ thống tiệt trùng UV. UV của mình là ultraviolet, có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là tia tử ngoại thôi hay tia cực tím ấy. Câu 49 đáp án A chính xác, được không nào? Câu số 50, năng lượng của photon ứng với ánh sáng đó thì đây người ta cho là bước sóng trong chân không rồi, không nào? Bước sóng trong chân không, vậy thì mình có thể sử dụng công thức là E của mình, thấy chưa? Bằng HC chia cho lambda trong chân không nhá. Câu 50 đáp án là gì nào? Đáp án C là chính xác. Tiếp tục nào, câu 51, trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, phần cảm là 3 cuộn dây giống hệt nhau. Cuộn dây của mình phải là phần ứng, đúng nào? Sai. Phần ứng là phần tạo ra từ trường là sai. Phần ứng là phần tạo ra dòng điện. Phần cảm là phần tạo ra từ trường là đúng này. Phần ứng là nam châm này, sai, được chưa? Phần ứng là nam châm là sai nhá. Câu 41 đáp án C là chính xác, được chưa nào? Phần cảm là phần tạo ra từ trường. Câu 52 nào? Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ có một màn duy nhất thì đó là gì đâu? Chỉ có một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ có một màn duy nhất á. Nghe nó hơi sai sai nhỉ? Đề bài câu này hơi sai sai nhỉ? Được chưa? Ý anh hiểu là gì? Ý anh hiểu là khi ánh sáng đi qua lăng kính và nó ló ra chỉ có một tia thôi, có nghĩa là nó không bị làm sao? Nó không bị tán sắc. Không bị tán sắc thì nó phải là ánh sáng đơn sắc, đúng nào? Câu 52 đáp án B, thế nào? Đề bài nó một màu duy nhất, một màn duy nhất. Chán thật. Rồi, ông nào soạn đề chán thật. 53 nào? Trong thông tin liên lạc bằng gì đây? Sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng gì đây? Tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần nhá, được chưa nào? Đấy, mạch tách sóng là tách âm tần ra khỏi cao tần, từ đó làm sao? Chuyển âm tần thành cái dao động cơ cùng tần số thì sẽ được là gì? Sẽ được sóng âm nhá, hay là nó đưa vào loa đấy, được chưa nào? Khi đi qua mạch tách sóng là vào mạch khuếch đại sau đó vào loa. Câu 53 đáp án A chính xác, được chưa nào? Câu 54 nào? Ôi, lại lỗi phông. Lại lỗi phông, nhưng mà câu này chắc là lỗi phông mình vẫn chọn được đấy. Là F của mình bằng gì đây? QE thôi, không nào? F bằng QE, nó không cho biết mình là Q đã Q âm hay Q dương nữa. Nhưng mà thôi, chọn bừa hay 54 đáp án C được nào? Nó bị lỗi thôi, vì do chuyển sang PDF thì chưa bị lỗi. Thế năng cực đại có nắp là so thì chính là cơ năng của con nắp là 1/2 M omega bình A bình, được chưa nào? Câu 55 đáp án B là chính xác.
Câu 56 nào, điều kiện để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch được cực đại đúng không nào? Đấy, bây giờ là gì? Để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại thì phải là cộng hưởng đúng không nào? Cộng hưởng thì là omega bình LC bằng 1 nhá. Câu 56 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Rồi, câu 57 nào, suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng gì đây? Tích điện của hai cực của gì? Suất điện động cơ mà, phải là thực hiện công của nguồn điện đúng không nào? Câu 57 đáp án D. Đấy, suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. Câu 58, khi nói về máy biến áp, phát biểu nó sau đây là đúng. Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp một chiều là sai nhá, phải là xoay chiều. Máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ là đúng này. Máy biến áp gồm hai cuộn dây đồng và số vòng dây bằng nhau là sai nhá, phải là chênh lệch nhau thì nó mới biến đổi điện áp được, chứ bằng nhau thì hai điện thế đầu vào đầu ra bằng nhau thì cái máy đấy còn gì gọi là máy biến áp nữa, đúng nào? Trong máy biến áp, cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi là cuộn thứ cấp là sai, được chưa nào? Đấy, câu số 58 đó là B. Cái đầu vào của mình phải là thứ cấp, cái đầu ra là đầu vào của mình là sơ cấp, đầu ra của mình là thứ cấp, nên là câu D sai nhá. Câu 58 đáp án B chính xác. Tiếp tục nào, câu 59. Được chưa? Anh bằng quất em đi. Câu 59 đáp án D là chính xác, được chưa nào? Đấy, Q của mình lớn không rồi, không có lừa lọc gì cả. Câu 60 nào, bức xạ điện từ có cỡ 3 x 10 mũ 18 Hz thì tính lambda cho anh. Lambda của mình bằng với gì? C chia cho F thôi, được chưa nào? 3 x 10 mũ 8 chia cho 3 chia cho 10 mũ 18 là cỡ bao nhiêu đây? Cỡ 10 mũ trừ 10 rồi, cỡ 10 mũ trừ 10 mét thì đây là tia gì đây? Tia Röntgen rồi đúng nào? Câu 60 đáp án A, tia X hay tia Röntgen đấy, đúng nào? Câu 61. Câu 61, nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng nào? Dựa trên hiện tượng nào? Hiện tượng cảm ứng điện từ thôi. Câu 61 đáp án C là chính xác, được không nào? Câu 62, trong bức xạ điện từ, tia tử ngoại này, tia hồng ngoại này, tia gamma, tia X này, tia bức xạ thì có tần số bé nhất, tần số bé nhất là nó yếu nhất, đúng nào? Yếu nhất trong những cái tia này là tia hồng ngoại nhá. Câu 62 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Tiếp tục, câu 63, theo thuyết photon thì ánh sáng là được tạo bởi các hạt, được chưa nào? Câu 63 đáp án A là chính xác, được chưa? Đấy, tiếp tục này, câu 64 này, đối với sóng cơ, sóng không thể truyền được gì đây? Sóng không thể truyền được đối với sóng cơ thì sóng mình sẽ không thể truyền được gì ấy? Sóng không truyền được thế nào? Sóng không truyền được thế nào? Câu này hơi gõ hơi lỗi nhỉ? Đối với sóng cơ, sóng dọc hay sóng ngang thì mình mới kết luận được chứ. Ví dụ giả sử là sóng gì nhỉ? Sóng ngang đi. Sóng ngang của mình thì không truyền được trên trong không khí chẳng hạn, đúng nào? Đấy, được chưa? Có thể là sóng ngang ấy, được chưa? Gọi có sóng ngang thì hợp lý hơn đấy, được chưa nào? Sóng ngang thì không thể truyền được trong không khí nhá. Sóng ngang của mình chỉ truyền được trên bề mặt chất lỏng và trong chất rắn thôi, được không nào? Câu 64 đáp án B. Rồi, tiếp tục nào, câu 65, một hệ dao động tắt dần có tác dụng của lực cản môi trường, nếu lực cản môi trường tăng lên nhá, lực cản mà tăng lên thì nó tắt dần càng nhanh. Tắt dần càng nhanh thì chứng tỏ là cơ năng của hệ giảm càng nhanh. Câu số 65 là đáp án gì đây? Đáp án B là chính xác, được không nào? Câu 66 nào, trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? Phát thì không có tách, được chưa nào? Phát của mình không có tách sóng nhá. Còn gì? Thu thì không có biến điệu. Đấy, câu 66 đáp án D. Tiếp tục này, câu 67 nào? Câu 67 nào? Một con lò xo được cứng K thì lực kéo về của mình là trừ cái X thôi. Câu 67 đáp án A. Rồi, câu 68 nào, chu kỳ của mạch dao động thì là T bằng với 2pi căn LC. Câu 68 đáp án D. Câu 69 nào, trong một ắc quy đang phát điện, lực sinh công làm cho điện tích dương di chuyển gì đây? Ngược chiều điện trường nhá. Điện tích dương mà di chuyển ngược chiều điện trường thì đây là lực lạ rồi. Nhưng mà đây là ắc quy thì lực lạ trong ắc quy của mình chính là lực hóa học nhá. Câu 69 đáp án B là chính xác, được không nào? Câu 70, hiện tượng quang điện xảy ra khi chiếu ánh sáng vào chất nào sau đây? Hiện tượng quang điện trong nhá. Quang điện ngoài thì là kim loại và quang điện trong thì là bán dẫn. Câu 70 đáp án C. Hiện tượng nào sau đây không phải bản chất của sóng của ánh sáng? Bản chất sóng ánh sáng thì nó gồm những cái ví dụ như là gì đây? Thể hiện bản chất sóng của ánh sáng thì phải là tán sắc ánh sáng nhá. Câu 71 đáp án A. Được chưa nào? Câu 71 đáp án A. Tiếp tục nào. Vì quang phát quang này, quang điện ngoài, quang điện trong là thể hiện tính hạt nhá. Câu 72 nào, khi nguyên tử từ trạng thái kích thích thứ hai là bậc 3 đúng nào? Đấy, là cái mức gì đây? Là cái mức M ấy, đúng nào? Vì mức K của mình là trạng thái cơ bản, mức L là kích thích thứ nhất, mức M là kích thích thứ hai về trạng thái cơ bản nhá. Vậy là đang từ gì đây? Đang từ 3 bình R0 chuyển về gì đây? Chuyển về R0 là làm sao đây? Nó sẽ làm sao? Bán kính quỹ đạo rừng của mình là giảm 9 lần, được chưa nào? 72 đáp án A. Rồi,
Câu 74-73 nào, đang từ môi trường chiết quang gì đây? Từ môi trường chiết quang kém hơn, một chiếu một tia sáng sang môi trường chiết quang kém hơn là đang từ gì? Đang từ N1 đúng nào? Đấy, chuyển sang N2 thì N1 của mình là chiết quang hơn. Vậy thì đang từ môi trường mà làm sao? Mạnh sang cái môi trường mà yếu hơn thì nó sẽ thoải mái hơn. Thoải mái hơn thì góc của mình phải lớn hơn. Thế là R của mình phải làm sao? Lớn hơn Y nhá. Được không nào? Câu 73 đáp án B là chính xác. Câu 74 nào? Một cây đàn guitar phát ra tần số F0 thì hòa âm bậc 3 của nó là 3F0 thôi. Câu 74 đáp án D là chính xác. Tiếp tục nào, câu số 75. Hằng số omega là hằng số dương thì đại lượng U0 của mình được gọi là gì đây? U0 của mình được gọi là điện áp cực đại nha. 75 đáp án C. 76 nào. Các vân cực đại của mình là những cái điểm mà hai nguồn làm sao cùng pha nhau, được chưa nào? Hai nguồn truyền đến cùng pha nhau. 76 đáp án D. Câu 77 nào. Máy bán tốc độ trên xe của mình thì có cả máy phát và máy thu nhá. Câu 77 đáp án C. Được chưa nào? Câu 78. Điện áp giữa hai đầu bản tụ là bằng này. Được chưa nào? Khi đó mạch đang có tính gì? Rồi, đây là hai đầu bản tụ nhá. Đây là UC này, được chưa nào? Đây là Y này, đúng nào? Đây của mình là 0 này, đúng nào? Cái này là pi trên 3. Vậy thì đây, đây là U của mình, đúng nào? Đây góc này góc pi trên 3 này, đúng nào? Vậy thì U của mình là đang trễ pha hơn Y. U trễ pha hơn Y chứng tỏ là suy ra được là gì đây? Mạch của mình mang tính gì? Dung kháng anh em nhá. Mạch có tính dung kháng, được chưa nào? Câu 78 đoạn D là chính xác. Tiếp tục câu 79 nào. Câu 79 nào anh em? Câu 79 nào? Tiếp tục sang câu số 79. Công thức của mình là E bằng gì nào? E bằng với K nhân với Q lớn chia cho R bình. Câu 79 đáp án C là chính xác. Được không nào? Tiếp tục câu số 80. Trong các ứng dụng nào sau đây, ứng dụng nào không phải của hiện tượng phản xạ toàn phần? Được chưa nào? Nội soi trong y học là có này. Được chưa nào? Bộ phận tán sắc trong máy quang phổ lăng kính thì không phải hiện sự phản xạ toàn phần nhá. Đây là hiện tượng gì đây? Khúc xạ ánh sáng hay còn gọi là tán sắc ánh sáng cũng được. Đúng nào? Câu 80 đáp án B. Được chưa nào? Rồi, câu 81 nào. Khoảng vân y của mình được tính bằng y bằng lambda d trên a. 81b. 82 nào, phát biểu nào sau đây là sai. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3 × 10^8 m/s là đúng. Sóng điện từ có thể phản xạ khúc xạ là đúng vì bản chất nó là sóng, nên nó vẫn có thể làm sao phản xạ khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa. Câu C nào, sóng điện từ chỉ truyền được qua các môi trường vật chất đàn hồi là sai vì sóng điện từ của mình là truyền được cả trong chân không nữa. Đây phải sửa lại sóng cơ mới là đúng, đúng nào? Câu 82 đáp án C là chính xác. Tiếp tục câu 83 nào. Giá trị cực đại của gia tốc, cực đại gia tốc thì là A này, được chưa? Nhân với omega bình thôi, được chưa nào? Câu 83 là A omega bình hay omega bình A đều được. Câu 83 đáp án C là chính xác. Câu 84 nào, chọn phát biểu đúng khi so sánh với các đại lượng trong dòng điện xoay chiều. UL nhanh pha hơn UC một góc pi trên 2 là sai, cái này phải nhanh pha hơn một góc pi. UR nhanh pha hơn UL một góc pi trên 2 là sai, phải là chậm hơn mới đúng, đúng nào? Rồi, UR và Y cùng pha nhau là đúng này. Câu 84 đáp án C là chính xác. Câu 85 nào? Câu 85 nào, của mình là vòng trên phút thì F của mình phải là gì? N nhân P chia cho 60, được chưa nào? Công thức chuẩn là N nhân P nhưng đấy là vòng trên giây. Nếu mà đổi ra thành vòng trên phút thì phải là N nhân P chia cho 60. Câu 85 đáp án A chính xác. Ok không nào? Rồi tí anh xem lại cho, tí anh xem lại cho. Được chưa nào? 80B cơ, 83B ạ. Giá trị cực đại cơ mà. Giá trị cực đại cơ mà em. Đúng nào? Giá trị cực đại mà thêm dấu âm là thế nào? Hỏng. Tiếp tục câu 86 nào. Các gốc cơ kỳ kiệu bị tổn hại âm thanh bị tổn hại tính giác, được chưa? Cấp tính vì mức cường độ âm trong thanh cực cao, đúng nào? Thì họ phải chịu đựng trong nhiều năm. Thì bây giờ ấy, nút bịt tai này của mình sẽ có tác dụng là giảm mức cường độ âm thôi. Đây này, vì mức cường độ âm của mình quá cao, đúng nào? Thì mình đeo cái bịt tai vào để cho giảm mức cường độ âm thôi. Câu 86 đó D là chính xác, được chưa nào? Câu 87, hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài của mình là U ngoài bằng E trừ đi Y nhân R nhỏ nhá. 87 đáp án A chính xác, được chưa nào? Câu 88, chu kỳ của con lắc đơn thì là 2pi nhân với căn của L trên G nhá. Đây nó lại bị lỗi phông tiếp này. Câu 88 đáp án D nhá, được chưa? Đây căn này, L trên G này. Câu 89 nào, khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau thì là lambda trên 2. Câu 89 đáp án C là chính xác, ngược pha, được chưa nào? Câu 90, ký hiệu của hạt nhân li ti có 3 proton và 7 neutron thì A của mình phải bằng mấy? A của mình phải bằng 7, được chưa nào? Đấy, Z của mình sẽ bằng 3. Đấy, câu 9 là li ti 37. Đáp án A là chính xác, được không nào? Tiếp tục, câu 91 nào. Trong y tế để khử trùng không khí, tiệt trùng thì mình sử dụng gì? Tiết tử ngoại nhá, được chưa nào? Câu 91 đáp án D là chính xác. Câu 92 nào. Sóng dừng trên dây, được chưa? Có gì đây? Có cái gì đây? Trên dây cố định hay hai đầu tự do?
sóng dừng trên dây có hai đầu cố định hoặc hai đầu tự do. À ok, có hai đầu cố định hoặc hai đầu tự do ấy thì chiều dài dây của mình phải bằng làm sao? Bằng nguyên lần bước sóng, à nguyên lần nửa bước sóng, được chưa nào? Nguyên lần bó sóng hoặc là nguyên lần nửa bước sóng đấy. Câu 92 đáp án D là chính xác, được chưa nào? Câu 93, khi nói về photon phát biểu nó sau đây là đúng. Photon có thể tồn tại trong thái đứng yên là sai. Photon của mình luôn chuyển động với tốc độ là 3 × 10^8, được chưa nào? Năng lượng của photon càng lớn khi bước sóng của ánh sáng photon đó càng lớn là sai. Bước sóng càng lớn thì năng lượng càng nhỏ, được chưa nào? Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định thì các photon đều mang năng lượng như nhau là đúng. Vì công thức của mình là Fe bằng HF, đúng nào? Đấy, cùng một tần số rồi thì sẽ có cùng một năng lượng. Câu số bao nhiêu? Câu số 93, đáp án gì đây? Đáp án C là chính xác, được không nào? Rồi, câu số 94 nào. Khi chiếu một tia chùm tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch thì thấy dung dịch này phát ra màu lục. Đây là hiện tượng quang phát quang anh em nhá. Câu 94 đáp án D. Câu 95 nào. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi mà chiếu vào tấm kim loại này một bước sóng gì đây? Điện từ có bước sóng thích hợp và cụ thể là lambda của mình phải nhỏ hơn bằng lambda 0. Với lambda 0 là giới hạn quang điện, được chưa nào? Câu 95 đáp án A là chính xác, được không nào? Rồi, câu 96 nào. Câu 96 nào. Khi chuyển trong môi trường khác, rồi câu này mới hôm qua làm xong. Câu này mới hôm qua làm xong, bạn nào mà hôm qua xem chưa đề thì sẽ biết câu này của mình là lừa thôi, được không nào? Vì bước sóng trong chân không của mình là lambda rồi, đúng không nào? Thì E của mình ấy bằng với HC chia cho lambda trên không và bằng với gì đây? HF, đúng không nào? Khi chuyển qua các môi trường thì F không đổi, F không đổi thì năng lượng của mình cũng không đổi. Thế là câu 96 của mình là đáp án gì đây? Phải là đáp án B mới chính xác nha. Nhiều anh em vẫn bị lừa. Vẫn nhiều anh em C. Ảo thật đấy. Mới hôm qua chữa xong, chứng tỏ mấy anh em này hôm qua không xem để không xem thầy Ngọc Anh chữa rồi. Câu 97 nào. Phát biểu nó sau đây là đúng. Khi nói về mạch xoay chiều chỉ chứa quận cảm thuần nhá. Chỉ chứa quận cảm thuần thì mình có là gì đây? UL của mình là sớm pha an y nhá. Đấy, dòng điện trễ pha hơn điện thế một góc là pi trên 2 là đúng này. Được chưa nào? Câu 97 đáp án A là chính xác. Ok không nào? Rồi. Tiếp tục nào. Câu 98 nào. Bước sóng là lambda, hệ thức đúng của mình là gì? V của mình bằng lambda nhân F thôi. Câu 98 đáp án A là chính xác, được chưa nào? Đấy, V bằng lambda nhân F. Câu 99 nào. Quỹ đạo dừng thứ N của mình là số 4 đấy, đúng nào? Số 4 thì là 16 đầu không thôi. Câu 99 đáp án C là chính xác. Câu 100 nào. Omega của mình là 1 chia cho căn LC với mạch rộng lý tưởng. 100 đáp án D. Rồi, hết cả hơi. Rồi, anh em nào cần xem lại câu nào nào? Cần xem lại câu nào thì comment nào. Hết cả hơi. Bắn ráp có nhanh quá không anh em? Bắn ráp nhanh quá. 32 phút 100 câu. 32 phút 100 câu. Đấy là còn chưa kể thời gian đầu lúc mình nói chuyện. Rồi, anh em nào thích xem lại câu nào anh còn xem lại nào. Câu không đổi năng lượng á? Câu không đổi năng lượng có gì đâu? Năng lượng của khi truyền qua các môi trường ấy thì tần số không đổi, năng lượng không đổi, thế thôi, được chưa? Bước sóng giảm kệ nó, bước sóng không ảnh hưởng đâu em ạ, được chưa nào? Rồi, câu nào nữa nào? Câu nào nữa? Ủa ôi, 92 à? 94 à? 92, được chưa? Sóng dừng trên gì đây? Dây có một đầu cố định, à có hai đầu cố định hoặc là hai đầu tự do thì là bằng với số nguyên lần bó sóng thôi. Nguyên lần bó sóng là K lambda 92. Câu gia tốc à? Câu gia tốc là có bao nhiêu? Comment lại số anh mới xem mà chứ. Nào, câu 78. Câu 78 là gia tốc à? Đâu, mạch có tính dung kháng đúng rồi mà. Giá trị lớn nhất chứ, đúng nào? Có giá trị lớn nhất là A omega bình, đúng rồi. Được chưa? Giá trị cực đại của gia tốc nhá. Được chưa nào? Giá trị cực đại của gia tốc, đúng nào? Đấy, giá trị cực đại của gia tốc là lúc nào ở đâu? Ở biên âm ấy. Đúng nào? Ở biên âm đúng nào? Rồi, à còn câu 26 nữa nhỉ? Xem nó câu 26 nào. Rồi, vẫn chưa sai câu nào đúng nào? Câu 26. Truyền từ nước ra không khí. Kết quả nào sau đây không đúng? Tốc độ truyền âm tăng. Đúng là gì? Đúng rồi mà, truyền từ nước ra không khí thì đây là sóng cơ anh em nhá. Cái này đang nói sóng cơ được nào? Thật ra là đề bài ở câu 26 nơi thiếu một chút, nó phải nói rõ ra là sóng cơ hay sóng điện từ mới đúng, đúng nào? Đúng rồi mấy ba ơi, được chưa nào? Nó hơi ấy. Lại mạch có mang tính cảm kháng, câu 78 nhá. Anh xem nốt cho câu 78 đấy nhá. Sao lại là cảm kháng được nhỉ? Ảo thật đấy, phải là dung kháng chứ rõ ràng.
Đây nhá. Được chưa? Khi mắc vào hai đầu một đoạn mạch là U bằng này, được chưa? Thì có UC bằng này đúng nào? UC của anh là ở đây nhá, đúng nào? Thì Y của anh là sớm pha UC một góc pi trên 2, đúng nào? Đấy, phi Y này trừ đi phi của UC này bằng pi trên 2, đúng nào? Ok không? Ok không? Đấy, trong khi phi gì? Trong khi phi của gì đây? Phi của U trừ đi phi của UC của mình bằng với bao nhiêu? Bằng với pi trên 3 thôi. Thì rõ ràng là phi Y của mình phải sớm pha hơn. Y sớm pha hơn thì mạch có mang tính dung kháng, đúng rồi. Được chưa nào? Được chưa nào? Mạch có tính dung kháng là đúng rồi. Được chưa nào? Dung đúng rồi. Anh em mà chưa hiểu câu 78 chứng tỏ là vẫn chưa hiểu vấn đề đâu. Được chưa nào? U của mình làm sao đây? U của mình hơn UC một góc pi trên 3, có nghĩa là nó trễ hơn Y một góc pi trên 6. Cũng không thể cộng hưởng được. Câu 78D là chuẩn rồi nhá. Được chưa nào? Dung kháng là chuẩn rồi. Được chưa? Anh em còn thắc mắc gì không? Dung đúng rồi nhá. Được chưa nào? Bạn nào mà chưa hiểu dung là phải xem lại kiến thức chương 3 đấy. Đúng nào? Phải xem lại kỹ kiến thức chương 3 nhá. Được chưa nào? Rồi, còn câu nào nữa không nào? Hôm nay là được 100 trên 100 đúng không nhỉ? Lại 101 à? Mày đùa anh à? Mày đùa anh đúng không? Nào. Hôm nay là 100 trên 100 đúng không nào? Không lỗi câu nào đúng không? Đúng nào? Làm gì có lỗi câu nào đâu? Còn câu nào nữa? Lại 94 nữa. Đây là quang phát quang gì nữa? Mình chiếu vào một ánh sáng, nó lại phát ra một ánh sáng khác, thì là quang phát quang, đúng không nào? Đấy, em mà dùng bóng đèn sợi tóc ấy là gì? Nó nóng lên thì là nhiệt phát quang, đúng không nào? Còn con đom đóm ấy thì là hóa phát quang, còn phản xạ ánh sáng với cả tán sắc ánh sáng là sai rồi. Rồi. Nào nào mấy cái đứa này. 102 ở đâu ra đấy? 102 ở đâu ra đấy? 102 ở đâu ra đấy? Rồi, ok. 100 trên 100 câu, được chưa nào? Ok nhá. Xin vai à? Xin vai à? Em lên phở bò, em lên phở bò có thầy có đăng mà. Được nào? Rồi, câu hôm nay là đề số 3, đề số 100 câu lý thuyết, đề số 35. Chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. Ok không nào? Đấy, bạn nào mà cảm thấy chưa ổn câu vào thì nên xem lại nhá, nên xem lại đi. Anh nghĩ là các bạn nên xem lại cái chỗ dung kháng ấy. Câu 78 của mình là rất là dễ thôi đấy. Chỉ đơn giản là U sớm pha ăn UC một góc pi trên 3, đúng nào? Sớm pha ăn UC thì là trễ pha ăn, sớm pha pi trên 3 thì chỉ là trễ pha ăn Y pi trên 6 thôi, đúng nào? Rồi, câu này là 100 trên 100. Ok không nào? Nghỉ nhá. Bye bye anh em. Anh đi uống hớp nước đã. Nghỉ nhá anh em nhá. Nhẹ nhàng vậy thôi. Hôm qua 15 đề rồi thì hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi, đúng nào? Câu sai quanh sai thì đúng. Đúng rồi, câu sai thì mình quanh sai. Câu sai thì mình phải quanh đáp án sai. Bye bye anh em nha. Tối á, tối có trong nhóm kín em ạ. Tối có trong nhóm kín. Nghỉ nha, bye bye anh em.